còn cắt không ạ? Tóc em nóng quá rồi em muốn cắt ạ. Nhưng mà em anh ơi, anh còn cắt không ạ? Nhưng em muốn hai chùm. Em cắt 100 cũng còn hai chùm cơ. Thôi anh, tóc em nóng quá, anh cắt của em. Không được đâu. Thôi được rồi. Ngồi đấy, tí nữa chú cắt cho. Ông cháu ngồi đây đợi nhé. Có mỗi 20.000 thôi đây. Ôi chú cầm tạm 20.000 nhá. Cắt đây một lốt đây, nhưng mà ông cháu tóc dài quá này, được tí chú cắt cho ông cháu quả đầu lét lẹt lẹt luôn. Đợi chú tí nhá. Dậy đây ông cháu ơi, xong rồi đấy. Dạ, dạ, quả tóc 20.000 cháu đâu ạ? Quả tóc 20.000 của cháu đấy, được không? Ui, đẹp quá, cảm ơn chú ạ. Đồng ý cháu luôn à? Dạ vâng ạ. Ờ đấy, cháu không có thì chú giúp đỡ thôi ông cháu chưa? Dạ vâng. Thế bố cho mỗi 20.000 thì cắt tóc được à? Dạ vâng. Ờ thôi không sao, tóc dài quá lắm lực. Đây đây, vợ quay cả gáy cho ông cháu xem. Ông cháu biết đầu này gọi là đầu gì không? Dạ. Đầu này gọi là Munet Hàn Quốc nhá. Đầu này đầu Lemino ông cháu chưa? Dạ vâng. Ờ lần sau thì cố gắng xin bố 100 ra cắt tóc nhá. Dạ vâng. 20.000 lần sau chú không cắt đầu, lần này là lần đầu tiên chú phải đi nhá. Dạ. Ok, chào ông cháu.